Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 28 tháng 10 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thời sự tối nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa kiểm tra tiến độ thi công hạ tầng các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cục thuế tỉnh tuyên dương người nộp thuế tiêu biểu năm 2022 và phổ biến đối thoại chính sách thuế năm 2023. Xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu tập trung xử lý vi phạm xây nhà trên đất nông nghiệp. Một số đàn lợn bị bệnh có dấu hiệu của dịch tả, thay vì chạy chữa, người dân bán lợn ra thị trường. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin, chiều qua đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra việc triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật một số khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa cùng đoàn công tác kiểm tra việc triển khai dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 5, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp sạch, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 3, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thăng Long 2 mở rộng giai đoạn 3 và dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Yên Mỹ. 5 khu công nghiệp trọng điểm trên có diện tích hơn 966 ha, trong đó khu công nghiệp sạch gần 145 ha, khu công nghiệp số 5 trên 192 ha, khu công nghiệp số 3 trên 160 ha, khu công nghiệp Thăng Long 2 mở rộng giai đoạn 3 hơn 180 ha, khu công nghiệp Yên Mỹ 280 ha. Hiện các chủ đầu tư đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục thuê đất đối với các diện tích hoàn thành giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án và thu hút đầu tư. Về công tác giải phóng mặt bằng, đã chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng diện tích gần 780 ha. Đến thời điểm hiện nay, các nhà đầu tư đang thi công xây dựng nhà máy xử lý nước thải. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao kết quả triển khai xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, đặc biệt là năng lực quyết tâm cao của các nhà đầu tư. Đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 5, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng đồng bộ, chú trọng phát triển không gian xanh. Đồng chí yêu cầu huyện Ân Thi phối hợp Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các sở ngành liên quan tập trung quyết liệt giải phóng mặt bằng nốt phần diện tích còn lại nằm trong phạm vi khu công nghiệp để bàn giao cho nhà đầu tư thi công dự án. Khu công nghiệp số 5 bên này là làm hạ tầng là được 51%, thì được ghi nhận và đánh giá rất cao nỗ lực của nhà đầu tư trong việc triển khai xây dựng các cái hạ tầng kỹ thuật ở trong khu. Tuy nhiên là cái yêu cầu về thu hút đầu tư cũng cần phải cấp bách, nó là vì lợi ích của tỉnh rồi vì lợi ích của doanh nghiệp, cần phải quan tâm hơn nữa để đầu tư nó đồng bộ hơn, đặc biệt là khu xử lý nước thải. Đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp sạch, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả giải phóng mặt bằng và triển khai dự án. Đến nay, chủ đầu tư đã hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích của khu công nghiệp, xây dựng hạ tầng được 45 ha. Trước hết là thay mặt cho lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, đoàn công tác xin ghi nhận và đánh giá rất cao những nỗ lực và kết quả của nhà đầu tư khu công nghiệp sạch đã đạt được đến thời điểm này, và tôi cũng rất là tin tưởng đây là các khu công nghiệp mà chúng ta sẽ đảm bảo được tiến độ và có chất lượng cao, xứng với cái tên gọi là khu công nghiệp sạch của tỉnh Hưng Yên. Thì bây giờ còn khối lượng công việc là 36% nữa, thì tôi nghĩ là làm sao chúng ta đẩy nhanh tiến độ hoàn thành toàn bộ, chậm nhất là đến quý 1 là chúng ta phải hoàn thành hết. Thì tôi đề nghị có mấy cái việc như thế này. Một là nhà đầu tư xây dựng kế hoạch lộ trình trong thời gian còn lại đến 31 tháng 3 năm 2024 để tiến tới hoàn thành toàn bộ khu công nghiệp này. Có thể nói với hình hài như thế này thì các nhà đầu tư đến họ cũng có thể là xem xét và đi đến những quyết định trong việc đầu tư dự án ở đây. Nên tôi đề nghị là nhà đầu tư hết sức quan tâm đến công tác xúc tiến đầu tư. Tỉnh cũng sẽ sẵn sàng phối hợp đồng hành cùng với chủ đầu tư khu công nghiệp triển khai các hoạt động thu hút đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư của Hàn Quốc hiện nay. Và trong cái thu hút đầu tư thì tôi cũng rất là mong khu công nghiệp tập trung đến hướng đến những các dự án công nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là tích cực tham gia vào việc tiếp nhận cái dòng đầu tư từ châu Âu, từ Mỹ, thậm chí cả rất nhiều các nhà đầu tư Hàn Quốc trong câu chuyện nghiên cứu và sản xuất các chất bán dẫn hay ta gọi là chip ấy. Đấy, đây là những các cái lĩnh vực mà công nghệ rất cao nhưng mà cũng rất là sạch. Đối với dự án khu công nghiệp Yên Mỹ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh một số điểm đối với nhà đầu tư khi tiếp nhận các doanh nghiệp vào đầu tư vào khu công nghiệp. Tinh thần phải rất là quyết liệt, đất sạch đến đâu ấy, là mình triển khai hạ tầng đến đấy. Dạ vâng. Từ nay đến cuối năm thì đấy, lúc này làm sao đấy là phải 60%. Cái thứ hai nữa là cái định hướng thu hút đầu tư, bám sát cái định hướng thu hút đầu tư. Chứ còn nhìn ở đây thì chưa có cái dự án nào nổi bật nổi trội cả, chưa có cái dự án công nghệ nào. Cho nên là ban quản lý khu công nghiệp phải tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh để cụ thể hóa cái 35. Ví dụ khu công nghiệp này định hình nó là khu công nghiệp công nghệ cao, thì những loại hình dự án gì được đánh giá là công nghiệp công nghệ cao thì mới được vào đây, chứ không phải thu hút như thế này. Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu các địa phương, sở ngành liên quan phối hợp với chủ đầu tư các dự án khẩn trương quyết liệt để hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, tập trung tháo gỡ những khó khăn kiến nghị của chủ đầu tư, tạo điều kiện để nhà đầu tư triển khai dự án, đồng thời đề nghị các chủ đầu tư tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng khu công nghiệp để dự án sớm hoàn thành, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thu hút tiếp nhận các nhà đầu tư vào khu công nghiệp. Sáng nay, Cục Thuế tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tuyên dương người nộp thuế tiêu biểu năm 2022 và đối thoại với doanh nghiệp năm 2023. Tới dự có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Tổng cục Thuế. Năm 2022, cùng với những giải pháp hiệu quả trong công tác quản lý thuế, cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân trên địa bàn tỉnh đã tích cực sát cánh đồng hành với cơ quan thuế, thực hiện tốt các chủ trương chính sách do cơ quan thuế triển khai, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tổng thu nội địa do ngành thuế quản lý trên địa bàn tỉnh được trên 47.000 tỷ đồng, đạt gần 300% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Tại hội nghị, những người nộp thuế đã có buổi đối thoại trực tiếp với lãnh đạo cán bộ Cục Thuế về những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực thi chính sách thuế. Hiện tại thì doanh nghiệp thì đang tự kê khai, tự nộp thuế, dẫn đến là đôi khi có tình trạng là các bạn kế toán doanh nghiệp tính toán kê khai nộp thuế là không chính xác, đặc biệt là với các sắc thuế mà không thường gặp. Thì chúng tôi cũng rất mong muốn là Tổng cục Thuế hoặc là Cục Thuế tỉnh có công cụ online hỗ trợ doanh nghiệp tính chính xác các cái số thuế phải nộp. Nó được Cục Thuế cẩm nang trên web và chuyên hướng dẫn phương pháp kê khai tính số thuế phải nộp với từng sắc thuế để doanh nghiệp tiến hành là kê khai nộp thuế đúng và đủ. Mong muốn Cục Thuế tiếp tục đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là đối với cả khu công nghiệp Thăng Long 2, bởi vì chúng tôi sắp tới sẽ tiếp tục thu hút nhiều thêm các nhà đầu tư mới từ nước ngoài, đặc biệt là từ Nhật Bản vào. Thì trong cái quá trình hoạt động ngay từ thời điểm ban đầu thì có thể họ sẽ có những cái bỡ ngỡ chưa quen với quy định của ngành thuế. Các ý kiến của doanh nghiệp được ngành chức năng giải đáp, đồng thời biểu dương những đơn vị cá nhân thực hiện tốt việc chấp hành chính sách pháp luật thuế, tích cực đóng góp vào ngân sách nhà nước thời gian qua. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Lê Huy nhấn mạnh năm 2023 là năm có ý nghĩa then chốt trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch ngân sách giai đoạn 2021-2025. Do đó, cần phải tăng tốc để hoàn thành tất cả các chỉ tiêu năm 2023, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đề ra. Thì trong cái thời gian tới chúng tôi cũng đề nghị là tiếp tục triển khai quyết liệt hiệu quả công tác quản lý thuế, kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp, tạo đà cho người dân, người doanh nghiệp có điều kiện để hồi phục lại kinh tế. Bên cạnh đó thì đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực thuế, đẩy mạnh việc áp dụng chế độ một cửa liên thông, một cửa điện tử để các sở ban ngành trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong việc tiếp cận đất đai, kinh phí đào tạo lao động theo nhu cầu doanh nghiệp, đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu điện nước theo đề xuất của doanh nghiệp, đáp ứng đủ yêu cầu về lao động có chất lượng phù hợp cho các nhà đầu tư, bảo đảm trật tự an toàn xã hội để các doanh nghiệp, doanh nhân yên tâm đầu tư, sản xuất và hỗ trợ ưu đãi theo đúng các quy định của chính phủ. Ghi nhận những đóng góp của người nộp thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen 24 đơn vị Tổng cục Thuế tặng giấy khen 20 đơn vị. Công an tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp bảo vệ an ninh, an toàn tài sản nhà nước do ngành ngân hàng quản lý. Sự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh. Sau 5 năm triển khai thực hiện quy chế phối hợp, hai cơ quan đã triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả những nội dung được quy định trong quy chế như duy trì, thực hiện nghiêm túc việc trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, an toàn ngành ngân hàng. Đối với công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, phối hợp chỉ đạo xử lý khắc phục tồn tại sai sót trong quá trình thanh tra kiểm tra, giám sát tại 3 quỹ tín dụng nhân dân. Trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước, không để xảy ra việc lộ mất thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, ngành ngân hàng. Trong công tác phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, hai đơn vị phối hợp phát hiện xử lý 8 vụ việc. Thời gian tới, Công an tỉnh và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ theo quy chế phối hợp, tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, rà soát đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời tham mưu chỉ đạo khắc phục tồn tại hạn chế, tháo gỡ khó khăn vướng mắc nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn các hoạt động của hệ thống ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân. Tăng cường công tác bảo vệ bí mật của nhà nước, an ninh mạng, hệ thống thanh toán, ngành ngân hàng, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu đã tập trung xử lý quyết liệt, giải tỏa các trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Đối với những trường hợp khó khăn về nhân lực, xã phối hợp hỗ trợ nhân lực, máy xúc, phương tiện để tháo dỡ. Do vậy, đại đa số người dân đồng thuận chấp hành, tích cực phối hợp với xã thôn. Từ đầu năm đến nay, xã đã xử lý được 15 trường hợp vi phạm kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong đó, có 12 hộ đã tự giác tháo dỡ, giải tỏa công trình vi phạm của gia đình. Điển hình là các hộ ông Bùi Xuân Sáng tự nguyện tháo dỡ công trình, di chuyển toàn bộ vật liệu xây dựng tài sản trên diện tích 220 m2. Hộ ông Đỗ Hữu Loát tháo dỡ công trình, di chuyển toàn bộ vật liệu xây dựng tài sản trên diện tích hơn 900 m2. Có thể khẳng định, đây là kết quả của sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ và sự nỗ lực của toàn bộ hệ thống chính trị trong thực hiện công tác tuyên truyền vận động, cũng như sự kiên quyết xử lý các công trình vi phạm để người dân tự giác dỡ bỏ công trình xây dựng trái phép. Từ đầu mùa dịch đến nay, thành phố Hưng Yên ghi nhận 79 ca mắc sốt xuất huyết, là một trong 4 huyện, thành phố có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất tỉnh. Đầu tháng 7 vừa qua, ông Ưng cùng 7 người dân xóm 5, thôn Phương Trung, xã Phương Triểu phát hiện bị mắc bệnh sốt xuất huyết. 4 người trong số đó có dấu hiệu chuyển nặng phải nhập viện điều trị. Ngay lập tức, trạm y tế xã cùng chính quyền thôn Phương Trung đã đến kiểm tra nơi ở của từng hộ, hướng dẫn công tác vệ sinh môi trường, kịp thời phun thuốc diệt muỗi để khoanh vùng dập dịch. Là đi lao động phổ thông tự nhiên là về là tối là nó đứt người, cũng không biết đâu đâu. Tôi phải đi viện mất 4 ngày, 7 ngày ra thì là đỡ dần. Có thể là những người dân của chúng tôi đi làm việc ở những nơi khác mang những nguồn bệnh về địa phương, khả năng mà mắc bệnh là cũng rất là cao. Tuy nhiên thì khi phát hiện được những bệnh nhân mà mắc cụ thể thì chúng tôi bao giờ cũng vận động nhân dân và huy động gia đình và cùng với lại cả cán bộ của thôn, của xóm là chúng tôi sẽ khoanh vùng dập dịch ngay, không để cho dịch lan tràn. Nhờ kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống, 2 tuần nay, xã Phương Triểu không có thêm ca mắc sốt xuất huyết mới. Tại các xã phường như Tân Hưng, Quảng Châu, Hiến Nam, An Tảo, số ca mắc lũy kế dao động trên dưới chục ca và đang có dấu hiệu giảm dần. Tuy vậy, xác định là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, lượng người ra vào địa bàn khá lớn. Thành phố Hưng Yên cũng có các vùng trồng cây ăn quả đặc sản, cây cối rậm rạp, có vùng chăn nuôi là điều kiện thuận lợi cho muỗi phát triển, nguy cơ tiếp tục lây lan dịch bệnh. Trung tâm y tế thành phố Hưng Yên chỉ đạo các trạm y tế xã phường giám sát chặt chẽ các trường hợp nghi và mắc sốt xuất huyết, tăng cường tuyên truyền để người dân chủ động tham gia thu dọn vật dụng phế thải chứa nước đọng nơi bọ gậy muỗi phát triển, đậy kín nắp các dụng cụ chứa nước sinh hoạt. Hiện tại theo lũy tích của từ đầu dịch đến bây giờ thì chúng tôi đã ghi nhận là xấp xỉ 80 ca và đây cũng chỉ là những cái bề nổi của tảng băng chìm mà thôi. Còn thực tế là người mắc sốt xuất huyết mà người ta, một là không khai báo với cơ sở y tế, hai là người ta tự điều trị tại nhà thì còn cao hơn rất nhiều. Bên cạnh đó thì ngay từ khi mà chúng tôi chưa kịp mua thuốc ấy, là một số các cái dịch bệnh xảy ra ở trên các địa phương thì đã được Ủy ban Nhân dân các phường xã mà có bản thân có dịch cũng đã chủ động là cho mua thuốc và để cho phòng trừ cho người dân. Các chuyên gia y tế khuyến cáo cách phòng bệnh sốt xuất huyết hiệu quả nhất vẫn là tiêu diệt tác nhân lây truyền bệnh là muỗi, loang quăng. Cần chú trọng nâng cao ý thức của người dân, từng bước giúp người dân thay đổi hành vi, tự bảo vệ sức khỏe và biết cách xử trí đúng khi có dấu hiệu sốt xuất huyết. Do thời tiết giao mùa, trong mấy tuần qua, một số địa phương trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng lợn bị bệnh, tập trung chủ yếu tại các hộ chăn nuôi với số lượng nhỏ lẻ. Đáng chú ý, các hộ dân không tập trung điều trị bệnh mà có dấu hiệu bán tháo đàn lợn để thu hồi vốn. Cách đây nửa tháng, không rõ nguyên nhân gì, đàn lợn của ông Nam ở thôn Trần Thượng, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cử, bỗng dưng đổ bệnh chết. Chuồng trại hiện vẫn đang bỏ trống. Thời điểm hiện tại, ông vẫn chưa dám tái đàn vì lo sợ lợn sẽ lại tái bệnh. Không chỉ riêng nhà ông Nam, một số địa phương trên địa bàn huyện Phù Cử cũng xuất hiện tình trạng lợn bệnh ốm. Nhiều hộ dân chăn nuôi nhỏ lẻ vì lo sợ nên đã bán chạy nhằm thu hồi vốn. Bỏ ăn 2-3 ngày xong nó sốt cao, nó sốt liên miên không có lúc nào nghỉ. Tiêm vào là trong một ngày, 2 ngày là nó chết, mà nó không cầm máu nữa. Một số hộ lủa né là lợn là ăn kém, bỏ ăn, sốt cái là các hộ là thật ra là họ sợ, họ bán để thu lại vốn. Huyện Phù Cử hiện có gần 1.300 hộ chăn nuôi với khoảng gần 50.000 con lợn. Nguyên nhân lợn bệnh ban đầu được đơn vị chức năng địa phương cho rằng là bệnh giao mùa với một số loại bệnh như tụ huyết trùng, viêm phổi, dính sườn. Trong cái giao mùa, đặc biệt là mưa nắng thất thường thì là đàn lợn thì hay bị cái bệnh tụ trùng, bị bệnh viêm phổi, đặc biệt là cái viêm phổi dính sườn. Có hộ mà chẩn đoán mà không đúng mà khi điều trị mà sai thì làm cho con lợn sẽ không khỏi. Tại một số xã của huyện Ân Thi như Đa Lộc, Tiền Phong chưa ghi nhận trường hợp đàn lợn chết bất thường. Tuy nhiên, với áp lực giá thịt lợn hơi trong thời gian qua có giảm, trong khi giá thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y tăng, nhiều hộ chăn nuôi có tâm lý bán tháo khi đàn lợn có dấu hiệu bệnh ốm. Điều này không chỉ dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh và mất an toàn vệ sinh thực phẩm nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Ở thời điểm này là cứ lợn bỏ ăn là không tiêm chọc gì nữa, là không chữa, là bán luôn thì còn tiền, nếu mà đã tiêm vào rồi là bán là nó không được tiền. Cũng có nhiều các bạn bè các xã, các huyện xung quanh chia sẻ là cứ có thể yếu, chưa biết nó nguyên nhân gì, có thể không phải là dịch cả nhưng mà họ cứ bán tháo. Hiện nay tổng đàn lợn trên địa bàn tỉnh đạt hơn 500.000 con, sản lượng thịt lợn hơi khoảng gần 25.000 tấn. Đây cũng là nguồn thực phẩm để phục vụ thị trường cuối năm. Trong những ngày qua, giá lợn hơi đã từng bước tăng chậm. Đây cũng là tín hiệu vui cho người chăn nuôi. Tuy vậy, công tác phòng dịch phải được đặt lên hàng đầu. Sẽ lợn 50 rồi lên 55. Thế thì bây giờ là dịch bệnh. Chúng tôi cũng chỉ là vôi bột, mít nị, khử trùng, thuốc men cho lợn. Thời điểm này, thời tiết đang chuyển mùa là điều kiện để dịch bệnh trên đàn vật nuôi phát sinh, phát triển. Trong đó có dịch tả lợn châu Phi, một dịch nguy hiểm chưa có thuốc đặc trị. Ở một số địa phương trên cả nước đã xuất hiện dịch tả châu Phi. Trên địa bàn toàn tỉnh thì đến nay lác đác có một số trường hợp là các bệnh thông thường xảy ra trong cái thời điểm giao mùa. Thứ nhất là tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cho gia súc gia cầm nhằm tạo ra cái sức miễn dịch chống lại mầm bệnh, tăng cường công tác khử trùng tiêu độc, vệ sinh môi trường, chuồng trại chăn nuôi và các dụng cụ, phương tiện vận chuyển thức ăn gia súc gia cầm. Nếu thấy hiện tượng gia súc gia cầm ốm chết và chết đột ngột, bất thường, chết nhiều thì đề nghị khai báo ngay với cơ quan thú y, cán bộ thú y gần nhất có thẩm quyền để được hướng dẫn kịp thời và có biện pháp xử lý kịp thời, không giết mổ, vận chuyển, buôn bán gia súc gia cầm ốm chết, không giấu dịch, không vứt xác gia súc gia cầm ốm chết ra ngoài môi trường. Để phòng ngừa dịch quay trở lại, ngành chuyên môn tỉnh cũng như địa phương cần chủ động các biện pháp theo dõi, bám sát, lấy mẫu khoanh vùng, nếu phát hiện khu vực có dịch, báo cáo lên cấp trên để có biện pháp chỉ đạo kịp thời, tránh để xảy ra tình trạng bị động bất ngờ. Bên cạnh đó, các chủ trang trại cần nâng cao công tác vệ sinh chuồng trại, đồng thời báo ngay với cấp ngành địa phương khi phát hiện dấu hiệu của dịch lợn. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.